có hồi thì nghĩa là ngày xưa khi Đức Thầy còn ở Tố Đình đó, đó là trước khi Ngài vắng mặt, Ngài nói là sau này Thầy vắng mặt không có một ai biết Thầy ở đâu. Dạ. Rồi Đức Thầy rồi nói vậy là Thầy không có về hả Thầy? Thầy nói Thầy về. Dạ. Nhưng mà chừng nào mà dịch bệnh chết chôn không kịp, dạ, Thầy mới trở về. Đó. Dịch bệnh, Thầy nói dịch bệnh thôi, Thầy nói dịch bệnh thôi, thì bây giờ mới thấy đó, chôn không kịp Thầy mới về, còn cái này mới có một phần thôi. Dạ. Chừng nào giống như là bên Ấn Độ mà chết mà kiểu mà chết mà nó thiêu lúc nào chôn lúc nào đi thấy xong luôn chết như vậy đó thì Thầy mới về. Dạ. Đó. À, mà Thầy về có tuần lễ à, mà thấy ông cái quyền diệu của Phật, Thầy về là Thầy nói ông Út Út ông là ông sao này ông dự trữ là những lưu mấy vú á. Dạ. Sau này tôi về là tín đồ là múc nước, mà tôi là tôi múc nước tôi gãi cho đó tới đâu là hết tới đó mà múc không kịp. Đó. Mình nghĩ rồi nói ông Phật cũng gãi, ông cầm cái ca ông gãi cái chắc 5-10 thước, cái đó là mình nói theo kiểu chúng sanh. Dạ. Thôi giờ ông đứng cái từ ở bên lưng ở từ 7 ngày thôi. Dạ, Thầy cứu ha. Thầy 7 ngày thôi là dứt cái dịch bệnh rồi. Rồi Thầy đi nữa, cái sao nó ủa sao Thầy không bảo mà Thầy đi. Yeah. Thầy lúc đó Thầy buồn thì nói tại vì còn cái sứ mạng của thiên đình là để ông Năm Chèo. Yeah. Nên Thầy mới tạm vắng mặt để cho ông Năm Chèo ông làm việc tới ông Năm mạng ông Năm Chèo. Thầy nó đến nhớ là nó chừng ấy nổi dậy phong ba đó, có con nghiệp thú nước mà những người hung đến chừng chú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Nó thì tới đấy xong rồi Thầy cho đó là mới thâu chứ mới đầu nó vô nó ngắt cái là tắt cái là 500. Yeah. Có ông nói vậy là tôi trèo lên cây, vì ông xấu là đâu có lên cây đâu. Yeah. Thì ông nói chưa thành cũng đứa Thầy nói chưa thành cũng nắm đầu lôi vô, có ông nó trèo lên núi cấm, có ông nó lên núi cấm trốn chỉnh đứa Thầy nó cũng chưa thành cũng nắm đầu lôi vô đó ra, thấy không, ý mình nói ngoan cố mình nói ông nằm chỗ hả ông hả cái miệng cái chân chỗ cái chỗ mà cái chợ Mỹ Lương đó, chỗ cái định đó đó, ông nằm đó chỗ cho ông đều ông lớn bằng cái sông Nằm Nao, ông nằm mấy trăm năm nay rồi. Yeah. Đó, cái đuôi ông làm là tới mặt dương dưới mà chuyện nào ông lên nó cũng phải có, ông đến đó. Trường ấy nổi dậy phong ba chắc là một tiếng sấm đầu. Yeah. Vì ông nằm với ông giật mình thôi. Sau danh thể sẽ hương cấp chốn. Yeah. Nó mình thấy thấy cảnh đời đi tới không á chú Tư ha. Yeah. Không có đừng có nói lại ở đâu. Những cái gì mà Thầy tiên tri bây giờ đã có ứng nghiệm hết trơn. Thầy nói nhìn xem ngoại quốc thảm thê. Dạ. Yeah. Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai, cuộc biến động nay mai nguy ngập, cơ hội này gắn lập cái thân. Dạ. Yeah. Cái gắn lập gắn lập cái thân mình ha. Ờ thì thấy giờ có thấy giờ có hết chưa? Có hết trơn rồi. Chứ bây giờ mình thấy giờ mình đợi còn trời nó đợi nó gì sao thì nó đợi tới người đợi tới đời sao không tới phút cho rồi. Yeah. Tới gì nữa đợi chừng nào tới sập trời đâu phải mình nghĩ gì vậy. Yeah. Chứ là nó gì chứ là đời tới ý Thầy nó đời tới là gì thay cũ đổi mới. Yeah. Với Thầy nó trong quyển nhất có Thầy nói hạ nguyên nay đã hết đời. Yeah. Không ba biến chuyển đổi giờ gia can bên kia ông sư giải ông khoa ông nói là hạ nguyên giáp tí bằng nay chứ là bên đây Thầy giấu bên này không. Bên đây ông lộ ông nói thì cái thôi ông nói giáp. Yeah. Tí mà giáp tí nè thì mình tìm ấy thôi mình không có bàn tiên cơ từ cuộc nhưng mà ông lộ cho em biết là giáp tí chứ. Yeah. Là nó đã hết cái màn nó đã đi xuống chứ là giáp tí là theo mà theo nghĩ là 1924. Yeah. Là giáp tí đó ha. Rồi ngày tiêu diệt đó. Yeah. Thầy nói ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều đó thì chắc là năm Bính Tý là 136 trước Thầy cả đời ba năm. Yeah. Thế là nó có từng qua giai đoạn thấy không thì nó thay đổi chứ là thay cũ đổi mới thôi chứ đâu phải đỡ tới đời được cái rồi chết hết chật đâu có gì. Yeah. Chứ là thay cũ thay con người là lọc lừa lúc này là lọc lừa sàn sấy nè lọc lừa gạo cội hả chứ Tư hả chữ gì hiền còn giữ mất mà khắc gà với nhau nữa. Yeah. Nó còn nó qua nhiều giai đoạn lắm anh em mình thấy giờ nó đã tới là cái màn này hết cái màn dịch bệnh này Đức Thầy nói là có hồi thì nghĩa là ngày xưa khi Đức Thầy còn ở Tố Đình đó là trước khi Ngài vắng mặt Ngài nói là sau này Thầy vắng mặt không có một ai biết Thầy ở đâu. Yeah. Đó, rồi Đức Thầy rồi nói vậy là Thầy không có về hả Thầy? Thầy nói Thầy về. Yeah. Nhưng mà chừng nào mà dịch bệnh chết chôn không kịp. Yeah. Thầy mới trở về. Đó. Dịch bệnh Thầy nói dịch bệnh thôi thì bây giờ mình thấy đó, chôn không kịp Thầy mới về, còn cái này mới có một phần thôi. Yeah.
chừng nào giống như là bên Ấn Độ mà chết mà kiểu mà chết mà nó thiêu lúc nào chôn lúc nào đi thấy xong luôn chết như vậy đó thì thầy mới về đó. Mà thầy về có tuần lễ à, mà thấy ông cái quyền diệu của Phật, thầy về là thầy nói ông Út Út ông là ông sao này dự trữ là những lưu mấy vú á đó. Sau này tôi về là tín đồ là múc nước mà tôi múc nước tôi gãi cho đó tới đâu là hết tới đó mà múc không kịp đó. Mình nghĩ rồi nói ông Phật cũng gãi ông cầm cái cao ông gãi cái chắc 5-10 thước cái đó là mình nói theo kể chúng sanh. Hồi giờ ông đứng cái từ ở bên lông ở từ ở chỗ Bắc Ăn qua bên Lăng Gù đây mà qua tới bên đó là biết mấy cái số rồi xuống Bắc ở dưới sông nữa đầy hết trơn rồi giờ chứ là mình thấy cái mẫu chuyện mà Đức Thầy dùng cái ly nước trà đó. Dùng ly nước trà à chỗ, thấy không chứ là ông cái giỏ đó chứ là ông cái giỏ là ông là xối phủ năm kỳ ông thầy kỳ pháp thuộc đó. Bà cái giỏ thì bà đã quy y với Đức Thầy rồi. Đó. Còn cái giỏ thì ông thì theo pháp mà ông là xối phủ năm kỳ mà tính là ông coi 6 tỉnh miền Tây đó. Ông đâu có tin nhưng mà thầy cái duyên thầy có đi đâu không đi mà thầy vô nhà cũng cái giỏ đó chứ bị tại vì thầy nó cho thầy đi đâu ông lựa chọn đi là chết nó đi đưa chỗ này chỗ kia rồi. Nhưng mà ngài chọn thôi nhà ông cái giỏi ở đó nhà ông cái giỏi đặng đổ cái giỏi luôn mày ông cái đổi từ từ chứ tới ngày đó đúng ngày giờ đó rồi là ông cái giỏi là ông cái giỏi ông có cái ông có chức vụ gì hai với cấp trên người ta mới tặng cho ông một cái bịch trà mà trà đó chỉ cấp cao cấp mới được uống thôi trà thơm ngon đó. Mà chính bữa đó là chính ông đi nấu nước luôn chứ thường là ông kêu có người cái ăn người ở cho rồi nhưng bữa đó thì chính tay ông đi nấu ông chăm đi nấu nước luôn chăm mình ấy rồi là ra mời thầy cầm hai ly hai tay cầm dâng cho thầy mời thầy uống thầy không nói gì thầy đi đó đi cầm cái ly nước ra trước cái hàng ba thầy tạt cái ông hy tự ái rồi ông nhìn xong mà thấy ông Tư còn kêu ông Tư chú Tư á mới nói vậy thôi chứ chưa kêu là Đức Thầy nói sao mà thấy tôn trọng cái gì mà lại cái hạnh nó cũng tốt còn sao mình đem cho trà uống mà ông không ấy mà ông tạc gì ha nói trong tâm thôi với thầy biết là thầy nói ông ký ơi tôi tạc cái ly trà đó, là tôi chữa lửa cái cây xăng đang cháy ở chợ Bạc Liêu cách đó là khoảng 1000 mét ổng nói làm giữa con mắt mình nó có ý nó có mất phạm nó mắt làm sao thấy tới 1000 mét thì chút xíu thiền linh chạy về ông ký ơi cây xăng ở chợ Bạc Liêu cháy đầu ổng tin hơi tin rồi ổng lên lái xe Đức Thầy nó không để tôi lái mà Đức Thầy từ đó có lái xe đâu Đức Thầy nó ông lái có tai nạn mà cuối cùng ổng cũng giành lái ổng lái rồi tới ổng chạy hết ga mà chạy trước tới chạy ổng chạy thì có bà già đi băng ra nửa lộ đó Đức Thầy cầm cái tay lái thầy gặt cái là tránh qua ổng hồn nhiên mà ổng thôi là ổng cán một mạng người đó rồi xong rồi chạy tới chợ Bạc Liêu rồi thì bắt đầu là cây xăng tắt ổng nói là ổng nói dân chúng với hai là nhân viên ổng về ổng báo cáo cho ổng biết đó ổng nói ông ký rồi ngộ ha nắng đừng nắng gì mà trên có một cục mây trên cái đầu á cho ấy đảo ra là mưa xuống mà mưa tầm tã xung quanh ngoài thì không có mưa mà mưa ở trong chỗ cây xăng đó mà ngộ một cái nó trà nó thơm như mùi trà bắt đầu là ông ấy rồi bắt đầu là ông đặt cái niềm tin là Đức Thầy là ấy rồi ông cấp đó là ông bữa nghĩ bụng là về là ông quy y đó nha bắt đầu xong rồi thu xếp xong rồi là ông về tắm rửa ông ra làm lễ quy y thì nó khoan chưa ông ký ơi chờ hai ông bạn ở bên Pháp về đi rồi hai ông làm lễ quy luôn thì Đức Thầy biết chứ ông đâu có biết là bạn bè ông đâu có gửi thơ cái gì đó điện qua gì cho ông biết mà Đức Thầy biết trước là chờ hai ông bạn ông bên Pháp về đang thăm ông ở trên phố rồi về tới đó thăm ông cái lời lên đó hai ông đó là kỹ sư không à bắt đầu nói chuyện rồi cái nói Phật học là làm sao thấy nó còn cái khoa học nè ông chứng minh mà hai ông bảo nè ông thấy không bắt đèn này nè sáng nè bắt quạt này xa là cháy rồi quay nè thấy không Đức Thầy nó thôi cho tắt hết điện đi Đức Thầy nó chỉ nè đèn cháy nè cháy cái nghe nó cháy sắc lè rồi nè cậu nói là quạt cháy nè quạt quay nè cái quạt nó quay theo điện muốn gớt cái cánh quạt ra đó. Hết hồn với ông bắt đầu đặt niềm tin rồi thì thấy gì ông này là thôi đó thôi vậy là hai ông nữa là thôi vậy là quy luôn biết thấy quá thế rồi tí là lúc đó là không quá tin tưởng rồi quá tin tưởng rồi biết ông đâu có chỉ đâu ông cắt hết chân ông nó cho cắt hết dây đi để đi gỗ nữa nè đèn cháy nè gỗ nó là quạt quay nè cái quạt nó quay thì nó quay điểm gớt chung điểm sàn chúng nó làm thấy đó thì ông bắt đầu hai ông đó tin luôn rồi bắt đầu là ba ông mới làm lễ quy y
thấy mình thấy cái Đức Thầy cho cái quyền diệu, cái quyền diệu của ông Phật mà cái chúng sanh là mình đâu ấy được, có thể cho ai thấy ai biết biết, nên mình nghĩ ông Phật đi, mình cầm cái Đức Thầy nó cầm cái ca nước mà thầy tạc luôn, tạc qua tới thế giới luôn, tới bên Mỹ luôn, đám mưa chứ là ông dùng cái đám mưa ở cho ông tạc đó là mưa đó, thấy ông như đám mưa đó ông tạc đó là mưa đó, như đám mưa mà chữa cây xăng đó. Chứ đừng nói đây mà chữa này ai cũng bệnh chạy gì bên quả hảo mà Đức Thầy chị tạc kiểu này mà bệnh kéo mà tạc biết nhiêu người mà cho sẻ, đúng rồi, thấy không? Những người thì sẽ... đó là cái quyền diệu thầy mình nói vậy, tại ta không hiểu vậy. Cái lời cái ông phải là Đức Thầy nói là tạc cái lời như đám mưa qua tới bên Mỹ luôn đó. Thì trong vòng tuần lễ thầy đi về có 10 ngày 7 ngày thôi, thầy cứu ha, thầy 7 ngày thôi là dứt cái dịch bệnh được rồi, rồi thầy đi nữa. Cái sao nó ủa sao thầy không bảo mà thầy đi? Thầy lúc đó thầy buồn cái nó, tại vì còn cái sứ mạng của thiên đình là để ông Năm Chèo. Nên thầy mới tạm vắng mặt để cho ông Năm Chèo ông làm việc. Tới năm mạng ông Năm Chèo, thầy nó đến nhớ là đó, chừng ấy nổi dậy phong ba đó, có con nghiệp thú nước mà những người hung. Đến chừng chú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Đó thì tới ấy xong rồi thầy cho cái là mới thâu chứ mới đầu nó vô nó ngắt cái là tắt cái là 500. Có ông nói vậy là tôi trèo lên cây. Vì ông xấu là đâu có lên cây đâu. Thì ông nói chưa thần cũng, đứa thầy nói chưa thần cũng nắm đầu lôi vô. Có ông nó trèo lên núi cấm, có ông nó lên núi cấm trốn chỉnh, đứa thầy nó cũng chưa thần cũng nắm đầu lôi vô đó ra. Thấy không? Ý mình nói ngoan cố, mình nói ông nằm chỗ hả, ông hả cái miệng cái chân chỗ cái chỗ mà cái chợ Mỹ Lương đó, chỗ cái đệm đó đó. Ông nằm đó chỗ cho ông đều, ông lớn bằng cái sông Nằm Nao, ông nằm mấy trăm năm nay rồi. Cái đuôi ông là tới mặt dương dưới. Mà chuyện nào ông lên nó cũng phải có, ông đến trường ấy nổi dậy phong ba chắc là một tiếng sấm đầu. Vì ông nằm với ông giật mình thôi. Có nhiều người nói tín đồ nói ủa người ta xấu thì lâu lâu người ta cũng ngáp ông lên thở, mà sao ông nằm trong mấy trăm năm nay không lên? Có thầy nói xấu thần mà ông dưới ông có điện, ông có lâu đài dưới đó. Mà tới tiếng sấm nổ ông giật mình, ông dùng bệnh cái mới sụp hết vai cù lao nữa, thì nó mãn nhất sinh sụp hết cù lao. Hay là có chỗ ngài nói là một cù lao sụp trước làm đầu, mã lâm ứng ngữ ra chầu quan thiên. Chứ là một tiếng sấm đầu là báo động cho em biết là những cái tai biến thiên tai xảy ra đó, là để mở màn cái là còn khủng khiếp tới nữa. Hết cái màn của ông Năm rồi là ông thâu, thầy nó thâu cho lực con long ác nghiệt thì cấp nơi mới biết mến yêu đó. Nên tới thâu được ông Năm rồi tới cái màn khác nữa. Thấy không? Nó dài tới cái màn khác nữa. Đây là tới cái màn nào nữa? Qua liền. Ông nói qua liền. Năm nước chặt đàn đó, qua lộ dân giáo máu tràn như sông. Thấy không? Nó có từ qua cái giai đoạn này tới qua giai đoạn khác. Dân giáo là ở nhà bàn mình hả chứ? Người tăng cái chợ dân giáo này. Mà cái chợ dân giáo thôi để biết không, cái chợ dân giáo ngày xưa nó vẫn còn cái chợ dân giáo hồi xưa, nhưng mà tiếp thu cái đó tôi đi bộ đội về năm 78 tôi giải ngũ á, thì là tôi đã phát tâm á, thì bắt đầu là tôi cũng dẫn bà con cấp đó đi cũng gian khổ lắm, đi lộ bộ đi xe nữa, khi nó không có được xe cộ như phải như bây giờ đâu. Đó. Khi lộ bộ khi đi xe đó, gửi cái là tới chợ dân giáo tôi cũng chỉ đó, anh Đức Thầy là ông ba nó là cái qua chợ cái chợ dân giáo này nè, mà ngày xưa cái chợ dân giáo để dẫn chợ dân giáo, nhưng mà bây giờ đó cách năm 78 là 80 là nó đổi lại cái chợ, biết chợ gì không, chợ Liên Hoa. Cái chợ dân giáo Đức Hòa Thầy là ngày đó đặt cái tên cái chợ dân giáo rồi. Thấy không, mà mấy ông này đổi lại là chợ Liên Hoa. Nhưng mà cốt cuộc rồi cũng chợ lại chợ dân giáo lại hay không? Mà nói qua, ông nói qua liền năm nước chất đàn, qua lộ dân giáo máu tràn như sông, rồi đổi nhật, đổi nguyệt, đổi sông, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha để đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ năm bang, trời xây Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ. Thấy chưa, nó qua những cái hết cái đó rồi tới 18 nước, rồi qua cái tới mà ba tiếng sấm nổ thì bắt đầu là đầu đền đại núi cấm lộ nay mai đó, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên giải dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Tới đầu lại đó thì 18 nước mới qua mới tranh giành mới đổ, thấy không? Rồi thầy nói đó cái bài mà là hố hồ phan đó, cũng cũ uy nhiên tình duyên tham báo, đổ máu tương rơi khùng mới nói chơi chư băng hằng phục, thấy không?
nó qua cái giai đoạn, nó hết giai đoạn rồi đây, không biết cái giai đoạn cái hạn hán này nha. Yeah. À, ông bà nói đó, thương ba năm không chợ nhóm chiều đó, nhà không người ở niệm nhiều nam mô, thay không lắp mà để phơi khô không nước mà uống nam mô đạo nào, tới đó thì hay diệt chó dông, nhà không người ở cũng không ai làm, mà Đức Thầy nói là thảm cho trần, nhà trống cũng quan, thấy không? Mà thầy nói là thấy đó, mà thấy đó, thấy cái nạn đó, mà thấy mới chết ba năm hạn hán mà không có nước xong, không phải là không có nước mà nước mặn sao uống, giờ vợ vô tới gì tồn sao nước mặn không xuống, chứ không phải là không nước mà nước mặn xuống thì chết, thì đó ba năm, họ ba năm hạn hán là thấy tiêu rồi, là chết muốn hết rồi còn gì nữa. Nên ông ba, nên ông trong trong kim trong ông Trần Trình ông nói đó, 10 phần mất 7 còn 3 đó, mất 2 còn 1 mới ra thấy bệnh. Mà Đức Thầy nói 100 mới đặn, ôi thôi 10 người cũng còn ôi thôi 10 người, thấy không? Thì thấy còn vậy đó, đấy giờ mình thấy. Nên bây giờ chứ còn cái bây giờ thì kỳ này thì thầy biểu mình gán, thầy nói từ đây hay ốm hay đau gán tu cho được, Phật vào trong tâm. Nên bây giờ mình bây giờ chỉ còn giờ mà trở lại cái nội tâm lo tu hành, bây giờ lo chạy theo danh lợi mình bỏ quên ông Phật đi, bỏ Phật tánh mình nè. Bây giờ phải trở lại với con đường đạo lý, lo hành đạo, lo tu hành thì mới trời Phật mới cứu được. Thầy nó cứu lương hiền chẳng cứu người hung đó. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nên ông cứu, thấy ông cái ông nói sao không cứu người hung, ông nói cứu lương hiền, ông nói còn người hung không cứu thì kêu nó sao không cứu người hung thì tại vì đã làm hung ác mà sao cứu được, ông nói cứu lương hiền nó cứu người hung thì giờ tại vì không giờ này không chịu quay đầu tới đó sao cứu được. Thầy nó mau thức tỉnh, mau thức tỉnh, tôi mau kéo trễ nữa, đến từ rồi mới hơi mụn màng tới đó rồi nó, thầy nó để đến chừng sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn, chưa để tới đó nổ cái hì nó mới tu cho kẹp nữa là tu, thấy không? Bây giờ còn kịp nữa chứ đỡ bây giờ chứ là ngày mai cũng vậy, cũng mình tu cũng còn kịp, nhưng mà đừng có đợi, đừng đến chừng sấm nổ gian thinh e bá tánh, ông nói e bá tánh ăn năn muốn tới đó mình tu, kia là sợ quá mình mới tu, tu sao kịp. Mà tới ngày thầy về đó là chư thần đem được sổ cái tầng thầy là phê rồi, thầy nó cắt chư thần tiền vắng năm canh, thì tới đó là thầy về, thầy nhìn đó thầy lật sổ rồi xong thầy xếp lại rồi đó, sau này được khỏi nè, tới lần sau là rồi đó, không có cũng như là thầy đã chấm thầy đó rồi đó, ai còn ai mất rồi nè, chứ đừng có sau này ăn năn gì chứ đó. Tới ngày thầy về là thầy chư thần đem cho hết cho ngài sổ sách đó là báo cáo với ngài đó, thì ngài coi rồi gần nhà phê rồi xong, từ nãy sau là không ăn năn gì nữa đó. Nên thì kỳ này mình còn kịp nữa, còn tu kịp nữa đó. Nên mình còn đợi gì nữa đâu, đợi mình thấy là đợi nó, đợi đằng nào thấy chừng nào nữa đó. Tiên tri diễn biến của thầy bây giờ là đang ứng nghiệm ở trong cái thầy nói hết còn gì nữa thầy đó, mình đã thầy nói là 80 mấy năm nay thầy nói, mà thầy nói là cái thầy nói rồi, thầy nói giống vi trùng thường đục phổi tim. Dạ yeah, có nữa hả? Đó, mà thấy giờ trong cái bài máy đó, trong bài mà sách ép đó, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thức qua đà lai thế đó, chim với cổ nhìn xem thế hệ đó. Nên mình thấy bây giờ là đã thầy nói rồi, thầy nói rồi cách này, thầy nói sao không đục ở đâu mà đục vô phổi vô tim, thấy không? Dạ. Yeah. Thấy đục như không? Thầy nói giống vi trùng thường đục phổi tim, còn gì nữa đâu, ông nói nghe chân không? Lại nó vi trùng với mình kêu virus chứ là đức thầy nó đi trùng. Vi trùng. Cái bài như cái bài mà chú bài chú thường ngày cho cái vị sư đó mà bên tiếng Phạn không đó. Dạ. Yeah. Mà thầy dịch ra đó. Trong cái bài dịch đó, thầy dịch đó, thủy quan giúp bác thủy bắt dạng thiên trùng nhược túc trì thử chú như thuộc chúng sanh nhục án phạ tắc ba ra tá hà Phật nhìn chén nước có trùng 4.800 dạng muốn dừng cho tinh, nếu không trì chú niệm kinh thắc nào ăn thịt chúng sanh nè. Thì ông nói giống như trùng, ông nói ông đếm từ con luôn. Yeah. Mà khoa học sau này cả mấy trăm 200 năm sau này khoa học mới nhìn kiến vi vô mới thấy là cô vi trùng, thấy vi rút thôi chứ đâu có biết là bao nhiêu con. Yeah. Mà ông đếm tới 84 dạng của vi trùng cho. Yeah, wow. À, thì em thấy thì bây giờ mình không có đọc có đó là chú bên cái nhà thiền để cho các vị sư người ta tới ngày từng ngày tới thôi, còn mình thì nam mô Đà Phật giái rồi đó là đưa lên trán mình giái lên trán nữa lên rồi mình nó là nguyện giái nam mô Đà Phật mình uống vậy thôi, nó dễ thôi chứ còn đọc tụng chúng đó thì nó hơi gườm gà. Những người ta cũng quê dốt, ta đâu có gành cái đó, thì mình chỉ nam mô Đà Phật thôi.
thầy nó xưa nay sáu chữ lãnh tanh, chẳng ai chịu có niệm sành thử coi, đi tâm thì quá đôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, gạch tim năm để đó vào thì làm mới khỏi máu đầu tuôn rơi. Em thấy không thầy, biểu mình bây giờ chỉ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nên chú là đặt cái niềm tin mình, nên bước chân vào đạo năm 78 là chú là đặt cái niềm tin ở cái pháp môn Tịnh Độ, là chú làm gì làm chú không bỏ. Yeah. Mới đầu thì chú thời gian đầu thì còn hai thời, sau ba thời, bốn thời, chú giờ là mấy chục năm, chú là bốn thì tú bốn chục năm rồi, chú cũng cúng bốn thời không thì giờ tỷ mà thầy. Yeah. Nói là có người chấp nó thầy có dạy hai thời, thầy nói sớm chiều bình đẳng chơi lơi, hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì chỉ được tọa chân di kế. Ủa, tùy theo. Sớm chiều là tại vì cái người tín đồ Phật giáo hoàn hảo, mình còn công ăn việc làm ruộng rẫy này nọ thì. Yeah. Hai thời là căn bản. Yeah. Thấy không, bữa đức thầy nói đó, đó là ngày hai thời lắng lặng công phu đó, thì hai thời căn bản, cái căn bản. Nhưng mà thầy mà tu lên thì học hả lên chứ. Rồi có chỗ thầy nói ba thời có lỗi không, thầy nói là sớm chưa ba tánh cần chiên. Bây giờ thầy đi rồi muốn cúng khuya rồi bắt đầu rồi sao, thầy nói là muốn cho khuya sớm chiên cần lòng chí nguyện sở cầu bác thánh. Yeah. Một cái chỗ ngài nói là thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với bá tánh dạng nhân vô sự, chứ thường là gì, chứ thường là hoài hoài. Bây giờ. Yeah. Tôi không cúng đi, không nói bốn thời năm thời mà tôi cúng hoài tài nhau tôi cần hoài cũng được luôn, chứ thường là gì, chứ thường là hoài hoài đó. Yeah. Thầy nó thường nguyện cầu đó, mình cầu nhiều thì bá tánh dạng dân của quyền thất tổ mình được siêu thắng. Yeah. nhưng mà đừng có chấp một chỗ, phải không, cũng như cúng sẽ cúng lại cũng vậy, rồi có sự niệm Phật thầy nó đâu phải bắt buộc mới nhỏ mà phải ngồi niệm Phật, mà thầy nó phải là đi đứng nằm ngồi gán niệm chứ quên không đợi gì thời khắc trong tứ quy nghi. Yeah. Đó. Chứ đừng nói chấp tôi ngồi, tôi ngồi đó mà còn đi đứng mình không niệm Phật, chứ là phải đi đứng nằm ngồi cũng niệm luôn. Nên gì đó là mình tập, tôi nói chỉ có cái ngồi thiền, ngồi niệm Phật thì nó kết quả nhiều nhất, chứ là mình tập cho nó quen đi, thuần đi, giống như con ngựa mình tâm viên tâm, mình tâm viên ý mã mà. Yeah. Phải kiền chói nó cho nó quen đi, rồi khi mình buông ra mở ra thì nó cũng chạy theo cái chiều ấy thôi, chứ nó đâu có chạy lung tung. Mới đầu thì mình nó chưa quen chuồng, nó chạy tùm lum hết trơn. Yeah. Thì cái chữ niệm Phật của đức thầy đó, pháp môn niệm Phật đó, còn pháp môn niệm Phật để trừ cái vọng niệm chúng sanh, gì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt gì vì việc thế trần, mà chăm khỏi được cho lòng được an lạc, phiền não ngăn che chơn tâm mờ ám, nên nay thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật thì liền một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì liền tất cả niệm chúng sanh. Niệm gì nào dứt tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh và các tình dục còn đâu nay sanh ra được, thấy không? Yeah. Niệm Phật là niệm các bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được vượt nhiễm trần ai, không còn trần nhiễm trần ai, chứ là ý là mình niệm Phật là có trở lại, cái là cuối cùng là trở lại cái bản lai đó. Còn mới đầu mình niệm Phật là giờ này niệm là gì, một niệm Phật liền, chứ là niệm một niệm Phật liền một niệm sanh, chứ là niệm hoài, chứ là thì tại hàng ngày chúng sanh mà đa số mình nhiễm sanh nhiễm niệm kia niệm này niệm kia niệm nọ. Yeah. Niệm Phật là niệm trở lại cái bản lai thanh tịnh mình đó, chứ không có gì. Rồi từ từ lại nó trở lại cái bản lai thanh tịnh, tới đó mình khôi còn niệm nữa, nó tới vô là tự cái là nó tỉnh giới là nó vô là nó nhất tâm rồi thì nó không còn niệm. Yeah. Thì bây giờ tại vì mình còn mê nè, mình còn nhiễm nè, chứ là mình còn niệm. Tới đó thì thầy nói trong kinh nó bất cứu nhất cứu Di Đà vô biệt niệm đó, bất lao đằng chỉ đáo tây phương, chỉ một niệm Di Đà thôi, thấy không, chứ được cõi gì, được giảng sanh cõi cực lạc. Mà mình thấy nói mà nó dễ không, nhất tâm chứ là một tâm thôi mà có ai được không, chính bản thân chú là tới mấy chục năm là còn chưa được nhất tâm, muốn cố lắm nhưng mà. Yeah. Nó, đâu nói gì nó ông thật không nói, ông nói dễ lắm, thấy không. Mà nói ơi tôi tới có người nói thôi tôi không cần niệm Phật đâu, bây giờ gì để tới gần chết tôi hấp hối tôi niệm Phật. Thầy nó gần hấp hối tâm thần sao sát, chí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn nó lúc lâm chung giả có tạm theo đường tổ phước, cấp đó mình niệm Phật nổi không, thấy không. Nên cái mẫu chuyện mà cái ông này ông kể mẫu chuyện mà có ông chưa tu lưu đó. Yeah. Đó là bạn cái ông chưa lưu, là bạn của ông chưa lưu là ông tu rồi, bây giờ ông chưa lưu thì ông còn đó là ông mới lại khuyên ông chưa tu lưu. Ông Trương Thế Lưu nói khuyên ông tu viên Phật, ông nói chưa đâu, chờ tôi làm ba việc rồi tôi mới tu. Yeah. Nhất là cổ quan tài của cha tôi còn để nhà mồ chưa có chôn, hai là nhà chưa con gái tôi chưa gả chồng, ba thằng trai chưa cưới vợ, làm ba việc cái xong rồi tôi mới chịu niệm Phật. Ông bạn nói gì thôi, ông nói gì thôi giờ thôi, ông thì thôi cũng được, ông về đây quay thời gian sau lại đợi nhà ông thấy trên bàn thờ lau lét rồi. Yeah. Ông biết thôi, ông làm bài thi, ông nói
bạn tôi là Trương Tố Lưu khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều, ba điều chưa đến vô thường bắt, đáng trách diêm vương chẳng nể nhau. Chứ ông làm công ty rồi đâu, thấy không, niệm Phật mà còn chờ nữa, thấy không? Thầy nó nên mình niệm Phật, mình niệm Phật kia mình niệm đi, đâu phải mình niệm ra đường, ra đường mình niệm Nam Mô A Di Phật, niệm như tới ông này khùng. Thầy niệm ông bá mình niệm Phật thì niệm âm thầm, niệm Phật lớn tiếng nhiều kẻ giận bầm lá gan, cái ông này làm phách. Có nhiều người tao thích đó, không thích cái chuyện mình nói ông niệm nào, niệm chúng bụng được rồi đặt đi ra đường đặt niệm Phật cái này thì tao nói gì phải rồi. Thầy nói niệm Phật niệm trong tâm trở về nội tâm mình, chứ mình niệm ra đấy thì ta đánh giá mình nó cũng phải, chứ đâu phải với tu thì tu tâm, biểu mình tu tâm chứ mình ra ngoài cái hình tướng rồi, tuy mình còn cái đây còn hình tướng, mình còn mang hình tướng, nhưng mà trở về nội tâm, chứ là mình mang cái hình tướng này bên ngoài để mình đi làm đạo ấy thôi, nhưng mà phải trở về nội tâm lo dọn sạch nè, dọn sạch cái ma lòng mình nè. Nên mình nói sau thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao chiến, sao tu hoài không có tu hoài mà chẳng thấy ra thành, bởi chỉ tu điền giới chỉ hành, hành bắt chánh người đời mới nói, thấy không? Thầy thấy cái gan có không, hành bắt chánh chứ là anh không chân chánh đó. Tại vì mình nói thì tôi nói tức là nó nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê, nói thì thông lắm, mình thấy nhiều ông đạo không, lại nó thao bất tuyệt, có kinh giảng nào tôi nói là kinh giảng nào cũng nói mà thấy là mình nể thiệt, nhưng mà cuối cùng nó hồi đã móc nước thuốc rồi không thấy chưa, cái đó là gì? Chất quốc còn mê thì cái đó cách tôi về đây cách mới khoảng năm 2005 tôi về Chi Tôn này có ông bạn làm tấm bầu này nè, biết tấm bầu đó, ổng dẫn được, ổng giới thiệu đi chỗ lâm viên nó cấm, cấp đó là chưa có mở lâm viên, cặp bên cái cấm lâm viên vô ông nói có ông bạn này ông nói đạo quá trời thông không, ông ngủ đi thôi đi đi vô thiệt thông thiệt, giảng kim cổ kỷ đức thầy xem giảng nào ở đoạn nào chứ ông sư giải ông khoa vậy là ông ba ông giảng kim cổ kỳ quan tới tứ thánh gì ông, tôi nói ông thao thao bỗng ông thì ông nói thiên cơ luôn, mà ông bàn ngày tháng năm tháng luôn, mà con ông 4-5 đứa ông sanh đâu mà lóc nhóc cũng ông cũng hình thức đạo luôn, cũng để tóc ngon lành lắm nha. Có thằng con trai lớn đi dẫn ta đi núi đằng ta cho tiền đó. Ông nói nha quan năm là thầy về, tôi nói quan năm thầy về đó chỉ tội ông kia bị con ông bị mới gì dứt ông nói rồi là nhỏ ở trong buồng vợ ông mới sanh, tôi nói thầy về đó thầy chỉ tội ông kia, mình biết là phải sửa đó, thầy nó biết quan năm thầy về mình còn sanh đẻ hoài đã nghèo, mình đi sanh đẻ 5-6 đứa gì thôi mình thấy. Nên gì đó mình nói một cái mẹ nói không thiệt ý gì đó, nói không nhưng mà không sửa, thầy nó mà không sửa tánh bởi lòng còn mê đó, nói gì không lắm. Nên mình phải nói thì nói đạo lý lời cái thầy nói ra để cho mình sửa, mình đó tu, mình nói để nói cho người ta nghe mà mình không tu gì đó, mình ráng cố gắng cái gì mà thầy nói lời ta gậy có ngàn lắm nhỉ để rồi đây chúng quỷ hiểu lầm. Cái lời thầy nói là có ngang có ái chân có ngại cho, nên mình hiểu cái ý nghĩa của thầy, cái văn của thầy nói rồi mình trách cái thầy nói cái lời con Phật nói vậy, mình tâm chúng sanh rồi mình trách ông Phật thế này thế kia, ông Phật đã ông Phật rồi ông biết hết rồi, còn mình thì mình hiểu cái nhìn của mình biết. Như cái bài trong cái bài Thiên Lý Ca đó, những bài thầy nó là thầy nói sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan nhân sanh chỉ hiệp bột đàn hết thình rồi lập nhân hoàng ổ ga, cái mà thầy nói là sứ nghe chứ sứ rồi thầy nói mở mặt Hà Tiên rồi cái là mình nói Hà Tiên cái ông này có ông nói nói ông mừ là ở trên Bồ Hảo Lỏng là nho nha, cái thầy nói ông mừ chứ Hà Tiên sao ông mừ, ông nói Hà Tiên nói, Hà Tiên là gạch giá, Hà Tiên có thạch động đá dựng ông nói gì cái đó thầy không nói gì, thầy ra trước thầy phát nói gì nữa thầy có dùng thì nước thầy nói chứ Hà là gì ông mừ, cái thầy nói chứ Hà là sông chứ Tiên là trước, thầy nói sông trước là gì, chắc là chỉ cho cái chỗ Bồ Hảo đó chỗ đó xứ Hà Tiên chứ xứ mà thầy mở mặt đóng mặt thầy nói cái gì là nó có cái đó đó, chứ xứ là gì, chứ xứ là quê hương xứ sở quê hương, còn chứ Hà Tiên là ngày đóng mặt để cho mình có khi mình miễn không đóng mặt thì mình nói Hà Tiên nó cũng được rồi mà chứ Hà Tiên là khi tới nó Hà Tiên là chứ là thầy lái nó lái đi cũng hiền ta xứ hiền ta nó cũng được đi, nhưng mà nó không có chính xác hơn là chứ Hà Tiên là thầy chỉ cho là cái sông trước là chỉ cho sông Tiền và sông Hậu chỗ này đó, mấy cái chỗ đó mới linh hiển cơ quan là ông thầy đó, con sông
nước chảy dòng cầu ngày sau có việc thấm sầu chiếc tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nước mà người hung, đến chừng chú ấy phục tùng bá gia mới biết người cùng đây. Thế đó đó, phải nó chảy dòng cầu đó thì chỗ đó nó mới là thiệt linh hiển cơ quan, có đem xuống cái chá à tiên xuống xíu chú linh hiển cơ quan nên gì đó mà thầy có lời thầy nói nên mình thấy suy xét. Thầy nói lời tôi lại giải có ngàn lắm nhỉ, để rồi đây chúng quỷ hiểu lầm hiểu ý cái văn của thầy nói là nó đâu ra đó hết, mình hiểu theo cái ý của phàm mình, thành ý phàm như chốn sơn lâm dạy dân như phá rừng cầm cho dân bằng dạo cái tâm mình cái tâm mê mình giống như cái tấm gừng vậy. Bây giờ đó là ông Phật không ra tay ông dọn dẹp cho mấy dạy dân như phá rừng cầm, ông nói ông phá ông dọn dẹp cho mình đi sạch sẽ cho mình đi. Mà mình quá rồi, u mê nữa tại nó thấy chúng sanh quá ghiền đó. Quá gì quá ghiền cảnh tục, ông nào mới ghiền, nên nhiều lần mà thầy nói có chỗ ông nói chứ ghiền cho lúc chúng gì chúng khiên quan tài ông biết đó. Nên mình nên cái tâm chúng sanh này nó lâm bom nó nhiều, bây giờ nó thì kỳ vô thể ơi trời kỳ pháp môn quá là bế mạc này con người cái tâm đó là mê nhiều hơn là cái tâm giác hung ác nhiều hơn, mình thấy không đó. Ma quỷ đâu thầy nói ma quỷ cũng vô mình không chứ đâu, thầy nói cái chữ tâm là gì, là quỷ hay ma mà tiên hay Phật cũng là tại nó, thấy không, chứ mà nói ma quỷ ma trong tâm mình có ngoài nói chứ nói đó ma quỷ ông chỉ mình đó, ma quỷ là mình, thầy nói quỷ ma sao quỷ ma hay phá gối người tu chứ quỷ ma nào là ông đêm nó nhắc nó phá mình chứ mình phá mình ta tu có lễ bái đó mình nói nó quỷ ma nó gượt mình chạy không kịp, thấy không, thầy nó quỷ ma hay phá gối người tu nè đạo đức chưa nhu gắn chỉ hành, thấy không, nên mình đó ông chỉ là ma quỷ là ai đâu, ma quỷ là mình chứ ai đâu cho mình đó. Ông này làm chân chánh là tiên đó là Phật mà làm gian ác là gì, là quỷ là ma, thấy không, thấy không, nói cái đó ông nói trắng này cho mình biết rồi gì nữa, tự mình biết cho mình chỉ người này chỉ người kia, ông này ông ma quỷ vậy đó. Nó công ma quỷ là do cái việc làm với hành động, việc làm ở việc làm cho mình ở rồi tiên đâu, ông nói là làm chân chánh là tiên đó, ông nói làm chân chánh bây giờ mình làm với bây giờ tôi đi nhi để đi đi là giúp cho hộ nghèo đi phát quà cứu trợ cho người nghèo đó, đó là gì, là tiên là phải nữa, là lo cái tâm hiện cái tâm lành mình đó là tiên là Phật đó, là làm nhân ác là làm gì? Chắc là đi cướp của giết người làm những chuyện xấu xa là quỷ là ma, ông nói nó có gì đâu, ông nói giải rồi nó quá rõ rồi, làm nhân ác làm gì, làm những chuyện mà nó không đúng với cái chân lý. Có một đoạn con nghe nói là thầy có tiên tri là sau này ở trên nước mà dâng lên tới mỏ két luôn hả? Có thầy cơ, để tôi nói một chuyện này mà thực hiện nha, mà tôi nói cấp đó là chưa có ứng hiện nha, tại cấp đó là năm 78 là tôi đã dẫn đoàn đi, tôi đi mới đi tới nếu tôi đi cấp đó là đi là tôi đi năm đoàn mấy núi luôn đó. Tôi dẫn đoàn ở nguyên là đoàn đi cấp đó, đi là xe có đi tại đi có đợt đi xe được đi không ấy thì đi ghe tới lên tới Chi Tôn đó là lội là đi là năm non bảy núi luôn, là đi năm sáu ngày luôn đó. Đi cô tô mới dài lên núi cấm qua Ba Chúc và lộ qua nhà bà tôi là đi, tôi dẫn đi hết trơn luôn rồi là đi có từng đó. Mà lại đưa đào đi xuống cát mà tôi cái mẫu chuyện mà đúng là thầy ngày xưa ngày nó tiên tri sự nào mà núi cái mỏ ông cát mà quay vào núi ông cấm là đời tới với hai là hai điểm, một là mỏ ông cát quay vào núi cấm, hai là nước dưng đến mỏ ông cát đó là để không có trong kinh chúng giảng không có, mà lại đức Phật thầy đã tiên tri. Mà mình rồi tôi cũng nói lại thôi, mình chỉ nghe nói với ông bà ngày xưa nói lại thì mình cũng tiên tri. Mà sau này thấy không, đi lâu lâu đi tới đây tôi chỉ nè, đức Phật thầy chỉ nè, sau này là mỏ ông cát quay vào núi cấm là đời sắp tới, thấy không. Mà bắt đầu nó quay mà trước đi cái lộ xe thì vẫn y gan thôi, nó không có thay đổi. Nó quay về cái mỏ cát, nó quay về hướng Tịnh Biên nè, nó quay xéo nè, cái lộ xe nó quay về, nó quay y gan, nó quay gì đó. Mà thời gian sau lâu cái tôi dẫn đoàn đi cái nó quay từ nó quay ngang lộ. Đó nó quay ngang lộ, bây giờ mình đi thử coi, vậy nó quay giống xui vô còn nước cấm người nữa. Mà thấy không, bây giờ ai lên đó mà cục đá nó bằng cái nhà này, nó ít
tại đó mà lên đó mà xây chuyển được. Thấy không? Mà tính người dân đó người ta cũng nói, người dân ta ở lâu đời đó nó dịp. Yeah. Mình thì mình nói thôi chứ mình người ta là tìm nói ra chứ mình không có nói ngoại thôi, mình không bàn thêm cơ từ cuộc mà mình nói cái đó là tiên tri Đức và Tài Chi. Tiên tri sau này đó mà đức chính Đức Thầy cũng có nói đó. Yeah. Cái mẫu chuyện mà Đức Thầy nói sau này là Đức Thầy dẫn tín đồ lên mỏ cát đó, sau này nước nó mỏ cái mỏ cát mà ngồi mà phát tay giữa mặt đó. Yeah. Thấy không? Với hai cái mẫu chơi cái mẫu chuyện mà cái cây dầu ở sau hè của tổ đình đó. Đức có thầy dẫn ông Năm Hiệu và tín số tín đồ ra với ông Út của Út đó, sau này nước nó ngập tới chấn ba cây dầu đó. Tín đồ nó chết chân rồi ông Đức Thầy. Đức yeah. Thầy không có đâu. Sau này là có có văn thù Bồ Tát, thầy nó văn thù Bồ Tát từ bi đó, chèo thuyền Bát Nhã cứu thị Trần Gian, gió lừa nước sóng bùm loan, chèo thuyền Bát Nhã cứu thị Trần Gian. Thấy không? Mới thầy nói rồi có tín đồ hỏi nữa, thầy nói gì sao mà có anh có ông văn thù sao mà ông có thầy Bát Nhã ông rồi là sao ông cứu hết được. Đức thầy nói có coi cái diễn cái tài thiên không? Dạ. Ta phong thần không? Phong thần. Ông nhổ ông cô long ông thấy một cái ông phun cái là cả hàng ngàn tài thiên đó. Còn Đức Thầy nó còn hơn cái đó nữa, còn hơn ông tài thiên nữa. Yeah. Chứ là hàng ngàn hàng triệu hàng khắp cả thế giới là có ông văn thù Bồ Tát hết. Yeah. Mà cái thiện không có đái nha, ngộ là không có đái à, ai cũng vớt hung hiền cũng vớt cái trơn á, nhưng mà cái người nào hiền á thì vớt ông thấy điều đó thì ở trên đó, còn người nào hung ác thì lọt xuống thì ông Năm ông vớt. Yeah. Thấy không? Thấy không? Thì ông Năm vớt. Nên mình nói là cái gì mà thấy tôi đó là chính tôi nói là cách này làm mới làm mà mấy chục năm trước tôi nói giờ tôi nên tôi đặt cái niềm tin ta nói mà giờ những ông người xưa đó đã truyền khẩu lại rồi mình nói lại nó cũng y gan, thấy vậy là thấy kết quả vậy là thấy chúng chính tôi nói nè, tôi hỏi bên hỏi đồng đạo có số giờ cũng còn thấy tôi lên xe là tôi diễn tả tôi chỉ là nè, Đức và Thầy chỉ nè, sau này mỏ cát nó quay vào rồi nó cấm nè, là đời tới là sắp tới hai nữa là mỏ nước ngập tới mỏ cát mà từ cái dưới chân này lên tới mỏ cát là 50 mét. Vậy là bây giờ là giờ theo chứ tư là thấy cái mỏ cát là chuyển hướng thật sự thôi. Để cái dịp nào để đi thử coi, y gan luôn, giờ nó quay mỏ cát nó quay luôn. Yeah. Nó quay xu luôn, nó quay còn xu luôn chứ. Trước nó quay cái lỗ xe gì tôi thấy chứ, để tôi đi hoài chứ giờ chỉ sửa ra thông thoái thôi chứ nó cũng vẫn y gan gì luôn chứ không có thay đổi. Mà cái mỏ cát nó quay hướng tên biên, nó quay xéo này nè. Yeah. Nó quay cái lỗ xe là gì nè, bữa từ nó dài thời gian cái tôi dẫn bà con đi tới đó tôi chỉ tới xe chậm tôi chỉ thì nó quay lần lặn, nó quay ngang lộ. Yeah. Rồi từ cái sau này giờ nó quay đó chuyển xu luôn quay xuống mà thấy nó đời sắp tới, đợi tới đâu phải đây đâu. Yeah. Tới chứ là nó cho mình biết là cái đời thời kỳ nó đã tới là chứ là nó bị những cái thiên tai lũ lụt bệnh hoạn ốm đau nó mới chứ đâu phải tới trời sạch đời chết đâu. Yeah. Không? Nên mình nghĩ hiểu chúng sanh mình đó. Mới có người trong giảng thầy nói đời xong, có người nói đời xong không tới phước cho rồi đó. Có đấy không? Để có đâu, có đứng không ngồi đó. Thấy không? Nó đợi chết vậy, nhưng mà nó đâu? Đâu phải sập đời vậy, tới nó thượng tấu trời tấu đất đâu. Hồi xưa cái cấp năm 2000 đó, nó tới trời tấu đất cái đi mua mì. Rồi đi mua dầu lửa đó. Có đó là nó bị gì? Nó bị bật cái thể nó là bật cái không khí rồi xong rồi thở mà mình thở mình nói kiểu mà để mua mì trong đó đốt đèn. Yeah. Thầy nó bỗng dâm luồng đó, âm khí nặng nề ngóng trong chờ cho phụng cập kê ấy thời đại thánh tiên chỗ mà thấy không, chứ là nó sao nó bật cái âm nó chỉ có cái là thuần dương là chỉ có người tu mới vô trong cái vùng nó, giống như là cái chậu ấp đó chỉ có người tu mới vô đó mới còn nổi, còn ngoài là chết. Giống như bơm tử vậy, nó bỏ là bỏ gì, người nào mà hợp với không khí đó còn sống. Như năm 45 đó, con số Phật tử với mấy người ăn chay đó còn sống. Dạ, với khỉ rồi đây thì ở đó mình thấy đó gì, nó có cái tâm thuận. Bây giờ mình thấy bây giờ tôi nghe nói thế mình chưa ép nha, tôi nghe nói là cái trong cái hãng thuốc đó có cái thuốc sâu thì sâu mình nè, chỉ có người nó chỉ là cho cái người ăn chay vô làm thôi, ăn chay lâu năm mới để tự trái 5 năm trở lên nó mới cho vô làm trong cái chỗ mà nhà muốn tin vô cái việc thì ăn gian lên chỗ mà cái chỗ hãng thuốc mới trị sâu nè. Yeah. Bị đó là có những cái quá chất, chỉ có người ăn tương mới chịu đựng. Mà thấy giờ như thí dụ như cái nó sao ăn xả, nó ăn xả để mình trừ bơm nguyên tử, mà thấy giờ mà lấy lấy thuốc trị sâu mình xịt vô cái bụi xả thứ coi nó chết rồi thiệt, nó chỉ bị tươi tôi có làm rồi chết không chết nguyên chân luôn vậy hả? Ờ.
Đó, nên ta nói có người ta nói ăn xả được chịu bơm tới, ta nói tôi kệ đi, ăn ăn xả cũng được, cũng tốt, ăn hoài đóng có một